be strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em đi book yêu tinh vào góc nha. Tại cũng nhiều anh em kêu là làm video clip hướng dẫn book yêu tinh đi em. Với lại thấy trên Facebook nhiều anh em đi support yêu tinh bị bóc phốt quá. Một là book full, hai là book yêu tinh không đúng ý chẳng hạn. Thì cái này cũng tùy vào AD nha. Bữa nay thì mình cũng ít đi support yêu tinh lắm, cho nên là mình nhờ một cái bạn hồi xưa chuyên đi support á, giờ bạn đấy lên AD rồi, cho nên là nhờ bạn đấy, bạn này làm AD rồi, có gì hướng dẫn mình support yêu tinh luôn anh em à. Chứ mình cũng không có đi support mà nhiều. Thì ở đây bạn này luồng sáng level 14, cho nên là sẽ thống nhất là bút vào ba góc, bút ba góc để đảm bảo đi được một K5 đó anh em. Thì đầu tiên bên AD sẽ lên, cố gắng lên cái luồng sáng vào góc trước nha. Hiện tại bạn đang xây ép mấy cái luồng sáng vào góc trước đã. Bên mình thì giai đoạn đầu mình sẽ bút ma để có một cái lượng PP cần thiết cho bên bên bạn AD bạn ghép. Bạn AD này bạn sẽ có cái lượng PP để ghép các cái con luồng sáng vào góc đây. Hiện tại bạn đang dồn ba cái luồng sáng vào ba góc đây nè. Thì khúc này bạn đang dồn luồng sáng vào đá, khi nào mà ok thì bạn ra hiệu chém á. Nói chung là bạn anh em chơi thì nên bây giờ nó có cái khung chat đó, cho nên là cứ chat với bên bên AD thôi, kiểu đó bị mít hai bên thì thống nhất ra hiệu nào chém ra nhiều đấy. Bây giờ bạn ra hiệu chém rồi đây nè, thì mình sẽ chém full mấy cái góc này trước nha. Tức là bút vào góc thì mình sẽ chém full mấy cái luồng sáng 7, luồng sáng này lên 7 trước ba góc, còn cái luồng sáng ở giữa thì nghĩ là chưa, không có bút cái luồng đấy nha. Bút góc mà, góc thì là ba góc thôi. Bây giờ sẽ chém tích cực để cho luồng sáng lên 7 chấm. Sau đó mình sẽ bút yêu tinh vào đấy. Thì sau khi mà bút xong yêu tinh vào mấy cái góc đấy thì thôi, không bút nữa. Cho nên là đi cái đội hình này cần phải có sự kiên nhẫn anh em, mà với lại nó hơi mất thời gian. Nếu mà muốn đi một K5 với cái luồng sáng 14 ở đây thì bạn kêu là bút vào ba góc là chắc chắn sẽ đi được một K5 đó anh em. Cho nên là khúc này sẽ là tích cực chém. Chém để đấy, bắt đầu dồn con tăng sao vô nữa là xong. Tại vì ở cái giai đoạn này khi mà luồng sáng nó ít á, thì các bạn chém nó nhanh lên 7 sao. Chứ mà nếu mà mua full bàn hết á, thì cũng rất là khó để chém full mấy cái góc trước. Thì mình có hỏi là nếu mà chém full mấy cái con 7 sao này thì tí nữa ghép đội hình nó có bị khó không, hay là nó có bị dễ gãy không? Thì bạn kêu là không, khó gãy lắm. Nói chung là rất là ít khi gãy, khi mà đã bút được các cái luồng sáng ở góc thì rất khó gãy anh em ạ. Cho nên là ok, thì bạn kêu là khó gãy, cho nên là cứ tự tin mà bem thôi. Thì ở đây mình lên được một góc rồi nè, còn hai góc nữa thì sẽ cố gắng lên hai góc. Còn cái con ở giữa thì chừa ra nha anh em, con đấy không bút, bút ba góc thôi, bút ba góc, góc dưới, góc trên với góc bên trái này thôi nha. Thì đó, thì nói chung là rất là đơn giản, anh em chỉ cần, nói chung mình nghĩ đi 2-3 trận là biết. Ở đây mình đi trận đầu luôn á, là nếu mà ngon là được luôn đấy anh em. Thì ở đây đây bút được hai cái luồng sáng góc rồi nè, còn một con nữa là ok. Thêm con nữa là coi như lúc đấy là bút yêu tinh rồi nữa là ổn. Nhưng mà cũng phải các bạn bút thì cũng phải chừa cái lượng PP đủ nha. Thế là bút nhưng mà phải xin ké chèn ma vô. Nói chung là cũng canh hơi khó đó, mình thấy nó cũng, nếu mà đi nhiều thì chắc nó quen, nhưng mà ít đi support thì cảm giác nó hơi thọt PP, hơi khoai. Thì khúc này phải đang cố chém cho cái con vào góc khi nó lên 7 luôn là xong. Nói chung là ít bóng cho nên là mình chém nó sẽ rất là ok, dễ thôi. Chứ còn mua full bàn thì các bạn chém mua góc cũng là một vấn đề hơi khoai đấy. Ok, chỗ này thì mình tích PP xíu để gọi là khúc này bên AD mạnh rồi, cho nên là mấy con boss
đầu đầu nó cũng không 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 đáng lo ngại đâu anh em. Cố gắng trước ra 30 bút xong là được, là để bên AD lên đội hình. Ở chỗ này mình bút thêm ma để lấy thêm PP nha. Khúc này thì sẽ là chém này. Chém để cái con góc kia nó lên luôn. Là ngon. Đó, giải thêm cái ma nữa. Nói chung anh em cứ canh cái lượng PP nó đủ nha. Đấy được rồi này. Bây giờ sẽ gọi là bút bút ưu tinh để cho nó vô góc. Còn cái con luồng sáng kia thì sẽ là để lại. Để lại để tí nữa mà nó bị dính ưu tinh thì mình chém lên 7 nó cũng không, nó mất hiệu ứng. Chứ còn các bạn mà để lên 7 hết thì không xóa được hiệu ứng. Đấy bạn kia bạn đã nhắc mình rồi đây này. Nói chung khúc này thì bạn đấy bạn sẽ có kinh nghiệm nhắc bên đi support nhiều mà, cho nên là khúc này, tại vì khúc này không chém là sao, khúc này sợ chém vô cái con kia nó lên 7 sao xong rồi bút yêu tinh thì nó bị dính luôn hiệu ứng, đâm ra nó khoai. Còn ở đây nó mới 6 sao thì mình sẽ chưa. Đấy là ngon rồi nè, là bây giờ là ok rồi. Đấy là đã bút xong được ba cái góc. Thì tới cái giai đoạn này xong xong giai đoạn 1, bắt đầu bên AD sẽ lên đội hình, chuẩn bị lên đội hình thôi. Tại vì các cái con luồng sáng ở góc nó đã lên được rồi, tức là ở cái giai đoạn này thì sẽ không bút ưu tinh nữa nha anh em. Có cái con 7, con luồng sáng 6 kia thì nói chung khúc này vẫn bút được, tại vì chưa có cái con nào lên luồng sáng 7. Nhưng mà một khi mà có cái con luồng sáng thứ tư lên 7 thì là không được bút nữa nha, coi như là ưu tinh sẽ không được xài nữa luôn á, không được xài luôn đó. Thì hiện tại khúc này vẫn chưa có luồng sáng nào lên 7, vẫn có thể bút được. Tại vì sao? Tại vì khi mà bút xong mà mình chém nó lên 7 thì nó sẽ mất hiệu ứng, nó vẫn rất là ok. Ở đây thì bạn AD đang lên đội hình, có vẻ như là sắp lên được đội hình rồi đấy anh em. Bạn kêu là ghép cái này cũng khó đặt lắm, chắc là đi quen rồi, cho nên là rồi nè, ok rồi nè anh em, lên được đội hình. À chưa, còn con tăng sao. Bây giờ mình sẽ chém, chém để cho bạn ấy ghép vô. Đấy, tăng sao lên rồi. Còn một chỗ nữa ra con luộc sáng hoặc sao chép nữa là ok. Khúc này mình sẽ tập trung chém nha, để đẩy cái chấm của luồng sáng với lại nó lên cao quá, để khi mà tới cái ra 30 sẽ qua được. Mình nghĩ là khúc này thì qua ra 30 là ok. Chờ qua ra 30 rồi mua nốt con cuối nữa, nếu mà hên thì là xong luôn đấy anh em. Rồi nhẹ nhàng. Khúc này thì rồi ngon rồi anh em ơi. À. Khúc này hên xui thế nhưng mà hên anh em à. Ra được con sao chép thì là ok rồi. Thì đấy, thì xong. Bây giờ các bạn vẫn có thể bút ưu tinh được nha, nhưng mà nhớ là khi mà con luồng sáng thứ tư nó lên 7 chấm thì sẽ là ngưng, tức là có ưu tinh nhưng mà không không được ghép nữa nha anh em. Ghép là nó sẽ bị dính vô hiệu ứng, là coi như không phá giải được đâu, là phải chờ. Vẫn có một cách phá giải, đó là nó có một cách khác là các bạn cứ bút khi mà tới cái rau chém thì các bạn kê con ma vô, con ninja nó chém giảm sao. Nhưng mà chơi vậy thì hơi cực, sợ bị thiếu đam khúc sau, cho nên là muốn chơi an toàn thì như vậy. Cố gắng chịu khó thôi. Thì nói chung là nó cũng không, các bạn đi tăng sao thì giai đoạn đầu nó hơi khó, nếu mà đi tăng trưởng thì giai đoạn đầu nó sẽ có nhiều PP nhưng mà nó dễ bị kẹt bóng đó. Thì mình nghĩ là đi tăng sao nó dễ hơn. Ok, bây giờ xong rồi nè, bạn kêu là giờ chỉ cần chém thôi. Thì bây giờ việc còn lại là chém thôi anh em à. Tích ma với lại chém cho full lên 7 hết là xong rồi đó. Vậy là kết thúc cái việc bút góc rồi đó anh em. Tức là bây giờ sẽ hạn chế bút ưu tinh thôi. Khi mà có cái con luồng sáng thứ tư nó lên 7 sao thì coi như là ưu tinh là dẹp xó, không không xài nữa nha. Ok, thì mình sẽ làm để cho nó chạy tiếp, để các bạn xem cái quá trình bút nó lâu thế nào. Nhưng mà nó sẽ đi được 1K5 đấy anh em. Tới đây thì không biết là anh em đã rõ hết chưa. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để dưới phần comment mình sẽ giải đáp nha. Thì chỉ có vậy thôi, anh em cứ theo video và mấy cái mình giải thích đấy là ok rồi, cũng không có gì khó đâu. Hy vọng là sau cái video clip này thì các anh em support bản địa sẽ không
gọi là sẽ không bị bóc phốt nhiều nữa ha. Tại vì mình thấy đi yêu tinh nó rất là lâu, cho nên là anh em phải có kiên trì. Những cái ad mà những cái bên AD người ta mạnh á, nói chung là vẫn cần yêu tinh thì người ta sẽ thường lên thế giới người ta kiếm support bản địa. À, lên bản địa chứ không phải lên thế giới, lên bản địa kiếm đó. Thì anh em có yêu tinh thì phải theo ý của bên AD, có bên AD người ta muốn book bao nhiêu góc, góc nào thì cứ nói chung là cứ anh em cứ trao đổi trước đi, sau đó rồi hắn vô trận. Chứ mất công đến lúc vô rồi lại này kia rồi lại hủy kết bạn thì anh em support lại mất đi một chiếc AD ngon nghẻ ha. Người ta kéo bản địa thì nói chung là anh em tận dụng thôi, yếu mà thì tận dụng để lấy nhiều chìa nhất có thể. Ok, nếu anh em coi tới đây thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Chắc là mình để cho nó tự chạy thôi, tại vì cái khúc này mình chỉ có chém thôi chứ cũng không có làm gì thêm nữa đâu anh em mà. Anh em có thắc mắc gì thì cứ cứ để dưới phần comment, nếu mà chưa rõ chỗ nào thì cứ có thể hỏi vô tư thôi. Thấy nhiều anh em hỏi cái vụ bút góc này lắm mà mình đi cái này mình cũng thấy ngại phết anh em à. Ok, anh em coi video clip vui vẻ nha.